Dân mạng tìm ra cô gái được cho là bồ mới của Quang Hải, cả hai còn diện mũ đôi cực tình cảm. Dù hiện tại Quang Hải kín tiếng hơn nhiều so với thời gian trước nhưng dân mạng vẫn soi ra không ít điểm chung giữa anh chàng và bạn gái tin đồn. Để nói về những cái tên đào hoa nhất làng bóng đá Việt thì Quang Hải chắc chắn giành một slot trong top đầu. Bên cạnh tài năng, không ít lần Quang Hải đã khiến cả cõi mạng phải xôn xao với tình trường dài rằng rặc của mình. Thế nhưng kể từ sau vụ ồn ào Huỳnh Anh, bạn gái cũ gần đây nhất của Quang Hải bị tố là chiêu đây vào hồi tháng 11 năm 2020. Anh chàng có vẻ im hơi lặng tiếng hơn hẳn. Chẳng may nhớ flow hay thả tim cho gái sinh nào thì thông tin cũng được đính chính ngay sau đó. Mãi cho tới gần đây, nghi vấn Quang Hải có bổ mới một lần nữa lại dâm gian. Cụ thể, tất cả bắt nguồn từ dòng hashtag NCQTHH cùng ba trái tim đỏ chót được Quang Hải đính kèm status đăng hôm 22 tháng 2 vừa qua. Theo phân tích của các thám tử mạng, NCQTHH chính là tên viết tắt của Nguyễn Quang Hải và nửa kia được xếp xen kẽ. Nếu đúng như vậy, người mới của cầu thủ sẽ có tên viết tắt là CTH. Và mới đây, nhân vật được cho là CTH đã dần lộ diện. Tất nhiên không phải vô duyên vô cớ, mà netizen cho rằng gái sinh tên CTH này chính là CTH được nhắc đến trong status của Quang Hải. Khá nhiều bằng chứng được tìm thấy cũng đã củng cố thêm cho luận điểm này. Theo đó, trong bức ảnh mới nhất mà CTH và Quang Hải post, Dân tình soi ra được chiếc mũ cả hai đội giống nhau tới 99,9%. Cả hai chiếc mũ đều màu vàng, có phần giữa đen nổi lên và đặc biệt phía sau đều được thiết kế hở. Trước đó vào ngày mùng 2 tháng 4, trên trang cá nhân của mình, CTH cũng chia sẻ một story chụp màn hình của gọi video giữa cô và một chàng trai. Dù đã dùng filter hài hước che đi phần lớn gương mặt của chàng trai kia, nhưng phần đôi mắt có đuôi cụp lộ ra vẫn khiến người ta liên tưởng đến Quang Hải. Ở một diễn biến khác, các thám tử mạng tin tưởng thậm chí còn tìm được cả ảnh chung của quang hải và cth trong một buổi đi ăn cùng bạn bè không loại trừ khả năng cả hai chỉ chơi chung một nhóm bạn nhưng kết hợp với cả những bằng chứng kể trên thì việc người ta nghi ngờ cth là bạn gái mới của quang hải cũng không quá khó hiểu